Tối ngày 8 tháng 9, theo giờ Việt Nam, cả Vương quốc Anh chấn động vì biểu tượng nước Anh, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời, kết thúc một triều đại hoàng kim của xứ sở sương mù. Ngay sau đó, kế hoạch tăng lễ cũng đã được công bố. Cụ thể, kế hoạch tăng lễ của nữ hoàng trị vì lâu nhất nước Anh sẽ được chúng tôi thông tin ngay sau đây. Ngay khi tin tức nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời được công bố, các nguyên thủ của các quốc gia đã đồng loạt gửi điện chia buồn. Theo thông tin việc lên kế hoạch thực hiện tang lễ đã được các cơ quan liên quan từ chính quyền trung ương và địa phương Anh đến các cơ quan quân sự, tôn giáo và đại diện của 14 quốc gia khác trong khối Thịnh vượng chung như Australia và Canada chuẩn bị kỹ lưỡng và thường xuyên họp bàn trong nhiều năm qua. Theo đó quan tài của Nữ hoàng dự kiến được đưa từ lâu đài Banmoran đến cung điện Holyrood House. Đám rước tang sẽ bắt đầu từ cung điện Holyrood đến nhà thờ St Giles. Tại đây sẽ diễn ra buổi lễ có sự tham gia của các thành viên trong gia đình hoàng gia. Sau đó, quan tài sẽ được chuyển về thủ đô London đến Điện Birmingham rồi đến hội trường Westminster trong 5 ngày để người dân đến viếng. Các nhóm từ khối thịnh vượng chung cũng sẽ đến London để tiễn biệt nữ hoàng Anh. Trong đêm trước thềm diễn ra tăng lễ, vua Charles, người tự động trở thành vua sau khi nữ hoàng Elizabeth II băng hà, sẽ chào đón các gia đình hoàng gia nước ngoài về tham dự. Cuộc tang sẽ được tổ chức tại Tu viện Westminster, quan tài sẽ được rước từ Hội trường Westminster đến Tu viện. Toàn nước Anh sẽ mặc niệm trong 2 phút. Sau buổi lễ kéo dài 1 giờ, đoàn rước lớn sẽ đưa quan tài tới Công viên Hyde và sau đó được đưa đến đi đến Windsor. Một nghi lễ khác sẽ được tổ chức tại nhà nguyện St George, lâu đài Windsor, cuối cùng quan tài được hạ xuống hầm mộ hoàng gia. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị với 70 năm trị vì nước Anh đã trở thành biểu tượng không thể thay thế của xứ sở sương mù. Giờ đây nữ hoàng đã yên nghỉ bên hoàng thân Philip trong niềm tiếc thương vô hạn của người dân Anh và những người yêu mến bà.